Audio Jungle. Xin chào bà con, thì ở đây mình đi đến công tác của bà con nông dân ở huyện Marek. Thì vườn bơ bút này 2 năm tuổi thì mình xuống hướng dẫn cho bà con nông dân ở huyện Marek về công tác mà tỉa cành, tạo tán. Đối với vùng đất ở Marek thì thật sự với vùng đất của bà con nông dân ở đây đa số là đất đồi và gió rất là nhiều, lượng mưa dưới này rất là ít, nên có cái chế độ chăm sóc bón phân và tỉa cành tạo tán sẽ khác với một số vùng khác vì do đất này là đất đồi. Thì đây là toàn bộ cái vườn của bà con nông dân, thì mình sẽ quay hết vườn cho con xem và công tác hướng dẫn tỉa cành tạo tán tại vườn cho nông dân, bà con nông dân ở đây. Thì bà con cứ xem và theo dõi hết clip, mình quay rất là chi tiết về toàn bộ cái vườn bơ này, đi thăm từ đầu vườn đến cuối vườn và tiến hành tới đó là công tác tỉa cành tạo tán. Bà con cứ xem và theo dõi nha.
cây nó sẽ bị, thứ nhất là nắng này, khắp đất. Nên em đi tìm mẫu cho anh coi thôi là trong thời điểm ấy nha, thời điểm này sau này nó vô mùa mưa nha. Đó thì còn mùa này thì từ từ làm cũng được. Bây giờ mình tán thì mình cũng đưa nó ra. Những cái này mình cắt sau này những cái đọt này nó bung lên. Đúng rồi, nó dài ra, nó vươn ra bên ngoài. Những cành đâm vô như thế này mình bỏ luôn. Để cho những cành này nó ra. Nó không bị cạnh tranh dinh dưỡng với nhau. Làm cũng như kiểu cà phê đấy hả? Cành nào đâm vào là bỏ hết. Đó. Đúng rồi. Nhưng mà anh nhớ cho em một cái ưu điểm quan trọng nhất là sau này khi mà làm hoa những cái cành đây, những cành quan trọng nhất đây này không được cắt bỏ nha, đây này những cái này nó ra hoa đấy hả? Đó là những cái hoa ra hoa và đậu trái rất là chắc, nhưng không được cắt bỏ những cái đó nha. Hôm qua bây giờ thì mình đậu tán cho nó thì mình sẽ cắt bỏ đi thôi. Đậu tán thì cắt bỏ đi, chứ còn bắt đầu về sau là không có cắt nữa, tuyệt đối không cắt. Với lại bơ này cũng là bơ tơ. Mình chỉ chưa có gần ra hoa rồi mới cắt thế này hả? Không, cái này bơ mình trồng bao nhiêu năm rồi, mấy 2 tháng rồi. 2 năm 2 tháng. Sau này nó cũng sẽ những cái này nó sẽ xả ra nữa. Nên không
sang không được tiếp. Được cái là anh chăm sóc được vàng lá, giữ được vàng lá tốt. À. Mà tốt phải, tại vì trong này không có cây gì hết mà, con nào ăn. Đây là nó phải bị bệnh gì không? Mà bữa trước đấy là nó những cái cây này nó tôi cắt đi như thế này không rồi này. Đây này nó cứ thùi cái trắng ra đây này, là nó có phải bị bệnh gì không? Không được đào cắt ra nữa, những cành cây cành đồ là không được cắt ra nữa. Thường thường là mình cứ cắt cành xong là mình phải xử lý cái rửa vườn để cho tình trạng nấm bệnh nó không được xâm nhập vô. Thấy không, cành đang như chết rồi nè, không có ánh sáng chết rồi. Đúng rồi. Rồi cho bán vào những cái cành này nè. Tết năm nay là bỏ đến Tết tháng 5 mới làm hoa nhỉ? Tết tháng 5. Làm sao nếu mình cho trái sớm cây mắc sức nó chết? Cây nó không lớn được. Nó không lớn được. Chột cây. Nếu mà sang năm. Như mấy cái xè đã bấm hết đi. Bấm cái ngọn này nè, bấm cái ngọn này luôn để cho nó chè ra, đúng rồi, thì nó lên cái động này bấm ra rồi ra luôn. Bỏ luôn đúng rồi. Cái ngọn nó bấm sâu sâu xuống được. Anh bấm luôn ngay đây luôn, bấm luôn ngay đây luôn. Đúng rồi. Đó, thoáng rồi đó. Bấm luôn cái này. Rồi, thấy không? Rồi, thoáng rồi đó. Mấy cành chim ạ, bấm luôn, lạc bớt. Cái này thì... Cái này thì bấm ngay chỗ này đi. Bấm đây nha. Không, ngay đây luôn. Đây nha. Rồi. Đó, nãy thoáng không? Cái này để cho nó... Rồi. Cái máy xè là bấm bỏ luôn đi, nó xè không đắt rồi, nó bấm sát luôn, sát một xíu, bấm sát xíu luôn. Rồi đúng rồi, rồi mấy cái chim bấm bỏ luôn.
nhánh nó xè chắc mình bấm bỏ luôn, nhánh này bấm bỏ cái đó luôn, sát bấm sát đừng bấm đại nha, anh bấm sát thôi chứ. Ờ bấm đại nó hay nứt cái mục lên đó. Rồi như thằng này nè, thằng này nó cũng vướng ra quá này, đúng không? Đúng rồi, mình cho đi nhé, cho đi luôn đi. Đó. Còn cái này giờ nó xè, bấm bỏ luôn, nó xè rồi. Bấm ngay vô kia trong luôn, trắng luôn. Trong này luôn hả? Đúng rồi. Bấm luôn, nó thoáng ra luôn. Thì chỗ này nó hơi vướng quá, bấm luôn cho em. Vướng bấm luôn, bấm là nó bỏ luôn. Bấm bớt thì mấy cái chỉ vô á. Bấm ngay ra cho em luôn nè. Nghe ra luôn. Rồi. Cái anh này chỉ vô bấm luôn. Rồi, khoan. Đều cây rồi. Một khoảng 4 5 tháng sau nó chỉ ra nữa. Rồi anh qua anh làm thêm mấy cây này anh chỉ cho nó dễ. Anh tỉa luôn cây nhỏ luôn. Cây nhỏ giờ nó không đều. Bấm luôn ngọn luôn. Cần nhỏ bấm luôn. À, nhỏ này bấm luôn đi. Bọn này hả? Ừ, bấm luôn. Rồi. Đó, đây lên đi. Tao đục mưa xíu ra. Ở dưới này ăn. Máy nó ăn hết. Như cái này thì có cái này không? Hay cái này để. Tôi lấy lớn thôi. Anh đi lấy cái nhá. Không, không cái cành này không thiết đó, bấm cái này nhá. Rồi. Đây bấm ngay đây thôi. Nhưng cái này là vặt đi chứ hả? Vặt cũng được, không vặt cũng được. Nhưng mà tốt không phải vặt đi, nó đâm vào ấy. Vặt cho nó nuôi cây nó mập, nuôi cây nó đâm vào. Có chuyện đâm ra đâm vào thì là